Xin kính chào quý vị. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 10. Và ông Tập Cận Bình đang phá vỡ các quy tắc bầu cử để tìm kiếm nhiệm kỳ lần thứ ba cho mình. Các chuyên gia cho rằng, điều này cũng có thể phá vỡ cơ chế luân chuyển các quan chức của chính quyền Bắc Kinh, ngay cả khi ông Tập Cận Bình tái đắc cử thành công. Ông ta có thể cũng phải đối mặt với một cuộc tranh giành quyền lực lâu dài trong nội bộ đảng. Alex Payot, giám đốc điều hành của tổ chức tư vấn Canada, Celsius Group, một công ty tư vấn tập trung vào giới chính trị ưu tú của Trung Quốc. Gần đây đã nhận lời phỏng vấn với tập đoàn phát thanh truyền hình Pháp. Ông Payot cho rằng, những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm trẻ hóa các nhà lãnh đạo sau cách mạng văn hóa đã bị đình trệ. Và làm thế nào để giải quyết sự bất mãn của một số lượng lớn những người đang mong muốn lên nắm quyền. Nhưng thời cơ đã biến mất. Đó sẽ là một vấn đề lớn mà ông Tập Cận Bình phải đối mặt kể từ khi ông Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền vào năm 1978. Về cơ bản đã có một số quy tắc nhất định đối với việc kế vị các lãnh đạo cấp cao của chính quyền Trung Quốc. Chẳng hạn như quy tắc thất thượng bắt hạ người kế vị giữa các thế hệ. Tuy nhiên, sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền thì cơ chế người kế vị đã bị bãi bỏ và tình hình thay thế các vị trí cấp cao giờ đây đã thay đổi. Chúng tôi đã nhận thấy trong năm 2012, 2013, những người được bổ nhiệm mới ngày càng già đi. Kết quả của xu hướng này là chặn đứng cơ chế thay thế các vị trí lãnh đạo. Ông Payot nói, việc lựa chọn các nhà lãnh đạo hiện nay chỉ tập trung vào lòng trung thành chính trị, chứ không phải là năng lực và không quá quan tâm đến việc thay mới các vị trí lãnh đạo. Vì định hướng tương lai không rõ ràng, không thể nhìn thấy ai là người có thể tiếp quản. Việc thăng tiến cho các quan chức bị bóp nghẹt, ông Tập có thể phải đối mặt với một số bãi mỉ khác. Bảy thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dường như không có gì hồi hộp về việc ông Tập Cận Bình tái đắc cực. Nhưng nếu quy tắc thất thượng bắt hạ bị hủy bỏ, thì tất cả đều có thể được tái đắc cực. Ông Payet nói, có một vấn đề là liệu sẽ có bất kỳ sự thay thế lãnh đạo nào tại đại hội đảng lần thứ 20 hay không. Bàn lãnh đạo hiện tại phần lớn vẫn sẽ giữ nguyên vị trí và những người kế nhiệm họ sẽ không còn trẻ như chúng ta nghĩ. Trong trường hợp này, không chỉ là những người đi theo các trưởng lão của thời kỳ trước không hài lòng mà ngay cả những người sát cánh với ông Tập cũng sẽ không hài lòng. Chẳng hạn như ông Trần Mẫn Nghĩ, chẳng hạn như ông Đinh Tiết Tường, những người đang chờ lên nắm quyền, nhưng cuối cùng có thể cũng không được nhậm chức. Đây là lý do tại sao lòng trung thành với ông Tập Cận Bình cũng bắt đầu được đặt ra dấu chấm hỏi. Còn đối với bản thân ông Tập Cận Bình, cũng nhờ có sự hỗ trợ của các thế lực của ông Tăng Khánh Hồng mà ông Tập đã được lên nắm quyền. Do đó, những người ủng hộ ông Tập Cận Bình bây giờ, họ có còn thành tâm ủng hộ không? Hay chỉ vì chủ nghĩa cơ hội? Tôi nghĩ bản thân ông Tập Cận Bình cũng nên suy nghĩ về vấn đề này. Ông Tập Cận Bình đã thay thế một số bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và bộ trưởng trong những năm gần đây. Các cuộc tranh giành quyền lực đang thực sự diễn ra. Ngay cả khi ông Tập tái đắc cử, ông sẽ phải tiếp tục đối mặt với cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng. Ông Payot cho rằng, dù ông Tập Cận Bình có tái đắc cử thành công tại đại hội đảng lần thứ 20, thì cũng sẽ phải tiếp tục đối mặt với những căng thẳng trong nội bộ đảng trong vài năm tới. Vậy ông Tập Cận Bình có lựa chọn nào khác hay không? Chiến dịch chống tham nhũng đã tấn công vào các thế lực khác nhau, cướp ví của nhiều người và tạo ra một số lượng lớn kẻ thù cho chính mình. Câu hỏi mà ông ấy phải đối mặt là nếu ông ấy từ chức, liệu ông ấy có thể thoát khỏi đòn phản công một cách an toàn không? Đây là một yếu tố then chốt quyết định trong việc ông ấy rời đi hay ở lại. Bà Thái Hà một cựu giáo sư trường đảng tại Trung Quốc viết trên Foreign Affairs rằng ông Tập Cận Bình đang tìm cách bước vào nhiệm kỳ thứ ba tại đại hội đảng lần thứ 20. Nhưng ông đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng từ các phe cánh tạ, trung tâm và cánh hữu trong đảng. Đằng sau hậu trường, quyền lực của ông ấy đã được đặt ra nghi vấn hơn bao giờ hết. Ngoài ra, một loạt sai lầm về chính sách đã khiến những người ủng hộ ông Tập phải thất vọng. Sự bất mãn từ giới thượng lưu đang lan xuống các khu vực địa phương và xã hội dân sự. Trong những tháng trước khi diễn ra đại hội đảng lần thứ 20, cuộc đấu đá trong nội bộ chính quyền Trung Quốc có thể sẽ trở nên gay gắt hơn. Ông Payne nói: "Tất nhiên, chúng tôi chủ yếu dựa trên các xu hướng được thể hiện qua các con số, và điều này có thể thay đổi triệt để bất cứ lúc nào. Như chúng ta đã biết, chính trường Trung Quốc thường có những điều bất ngờ xảy ra." Thưa quý vị, mục tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.